cô nghe tổng nè. Các chàng trưởng thay của chị và mời của chị về Cà Mau. Hai mẹ của mình nào về Cà Mau đó cô? Trời ơi, ông bác ơi, bác.
Dạ vâng, cô chú vừa nhắn hay qua cái khúc áo mới Cà Mau qua tiếng hát của. Trời ơi, cái gì ai vậy? Trời ơi, chị đó mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời bán chạy. Nó kêu tôi làm cái đuôi. Nó nói cái đầu nặng lắm. Vô đây hỏi địch thấy mẹ luôn. Thôi mẹ học quá nhờ vậy. Mẹ nhờ vậy. Mệt nhờ quá. Nhờ vậy mẹ mới tìm được cái túi lông da người của mẹ. Cái túi Chanel. Nói nghe nè. Cái này cái đầu lưng. Còn cái này cái đầu trần. Thật sao để chặt vậy. Nó nghe nè. Cái này Gucci đúng không? Trời ơi, Gucci là phải đi chung với không? Có chị gặp anh à. Nè. Trời ơi, con túi này tôi mất lâu rồi nè. Mẹ mới mới xuất hiện lại. Ủa sao túi này tôi mới mua cất chuột. Nè, vậy còn cái túi này nữa nè. Cái túi này thì đem vô đi. Rồi, vô luôn đi, dùng đi. Quá nặng rồi thiệt. Thôi thôi. Bay đi, chỉ nó nhảy sexy, nhảy baby dance này đừng có múa lông. Muốn tụt cát thật sự. Rồi, nó chào, nó kéo cái lưng quần lên đúng cái theo viền nè em. Con gái mặc quần theo viền về bắn bự vậy. Mót hết chị. Mà áo bà ba mà bỏ trên thùng hot kia. Dạ. Rồi cái quý vị còn lại 30.000 đồng mà ca khúc vừa rồi do người đẹp đi bằng cái thi và người đẹp HOTV gửi tặng cho quý vị ca khúc Ông Mới Cà Mau một phần nắng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và ngay từ bây giờ một lời này không để chúng mình chờ đợi lâu, xin mời tổng thể quý khán giả thân yêu có tập tập nào vẽ trên tay tập trung để sáng chuẩn bị do số. Em còn xuống còn xấu không? Học viên cái chặt hàng vậy hồi nãy chưa nghe số của đầu nó mạnh lắm á. Múa lăng ở những cái võ đường múa lăng không quý vị? Chị có thấy ai mà múa lăng mà mang quốc cao như đây không? Nè, mặc cái quần bà ba ở trong nó múa gì kỳ vậy cha? Kìa đổi nguyên bộ tóc kìa. Wow! Tôi chỉ là múa lăng chỉ xíu xíu công phu như cà heo. Quá, đâu á, hồi nãy. Nè, cái việc quay trên ra nói lại đi em, ra nói lại đi cho em nó thể hiện cái em. Đâu. Bây giờ chị kêu ra nói không biết nói gì luôn đó, quên hết trơn rồi. Quá, quá, quá. Oh,
vừa lắm, nó đi vừa lắm. Không biết mỗi nách hả má? Có ngày nhìn có một mình chị em đâu hả? Tại vì cái bài đó bài của bà cộng đồng như đó thì... Tại vì chị em chạy nhảy nè mà. Con ơi, con ngoài chị ông nâu 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 còn chị ông màu hồng cánh sen nữa, con phải hát bài đó nữa nghe không? Ừ, làm chị ông nâu nâu thì bây giờ con đổi qua đừng hát chị ông nâu nâu đụng với lại chị Su cho con hát chị màu hồng cánh sen. Màu cánh sen hả? Quá quá thì thôi xin lỗi chị đi về nha. Ủa tôi giận giận bà đã biết giận tôi, bà tái đất đầu tôi không giận bà. Bà cười quá. Dạ. Trong cái cuộc đời này đúng không chị? Đúng rồi, tôi sợ bà. Ôi da, bữa nay da mà. Đúng rồi, tôi nghĩ. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Cuộc đời nó là như vậy đó. Đúng rồi. Hồi nãy giờ đứng đây im như chó. Không nói gì đâu. Con biết vậy là tốt đó. Con ơi, con. Gan rồi. Con. Con OTV. Ngày hôm nay con thấy là bạn lạnh trong cái đoàn này thì thôi mẹ sẵn sàng tặng cho con một món quà. Con nghĩ ngày hôm nay luôn đi không? Con nghĩ ngày hôm nay luôn đi. Tại vì con biết sao không? Con đụng tới ai thì được. Mày đi. Con đã đụng tới trưởng đoàn rồi. Thôi con đi trước đi. Mẹ đi sao? Đi đi con. Thôi ta không. Ủa mà nói tao đi tạo mộ cái gì nó về nó thắp nhang niệm Phật cho nó bớt cái nghiệp hiểu không? Nhưng mà chị có cản không? Chị không cản luôn hả? Quá quá có tôi nói có cản không kìa. Có cản không chị Xuân? Không đi thôi đi thôi mà đi về đi. Tôi nghĩ tôi đi trước mà mẹ tôi là gì vậy? Tôi nói tôi trong đầu tôi chửi mặt nha. Tôi cho chị nói nè đi biết đâu chửi gì đó bây giờ mình còn đi còn kêu vậy đó. Bây giờ mình còn chân mình đi đi biết đâu về còn cái hũ không đi đi cưng đi đi ok bây giờ thế còn đi đi chú nằm già đi chung nó luôn đi thầy nó đi luôn đi để cái đầu nó yên thân yên phận okay. Không sao tôi ra số rồi tôi đi về luôn con ra số ra về rồi tối lại ok mọi người đã nói rồi thôi quý vị thầy đó trong cái cuộc đời này thầy đó rồi đó rồi chết đó à. Mà chúng em phổ biến nó phục vụ cho quý vị à, số kia là lô tô 5511. Wow, dạ 511 đúng không Lợi? Ê, ê, ta. Trời ơi, năm cha, tao lại mày. Trời ơi. Dạ, tao lại mày năm cha ơi. Dạ, xin lỗi anh, tại vì... Dạ, không sao đâu mà. Rồi ký số chúng tôi dự định đi qua 39. 39, dạ, có 1. 51. 51 có 2. 17. 17 có 3. Số 1. Số 1 hợp lệ. Dạ, số kia là lô tô 5908. Dạ, 908 đúng không Lợi? 39. 39, dạ có 1. 51. 51 có 2. 17. 17 có 3. Số 1. Số 1 hợp dạ. Lệ. À, số kia
920. Dạ 920 đúng vòng loại. 39. 39 và có 1. 51. 51 có 2. 17. 17 có 3. Số 1. Số 1 hợp lệ. Dạ bây giờ mình đã có 3 chủ nhân đã đọc giải thì thôi bây giờ mình một là chia đều 5 phân vàng ra để ai cũng có quà, còn hai là số